bé Mèo Mi mặc chiếc váy màu đỏ. Bé Mèo Mi năm nay cũng hơn 1 tuổi rồi, đang ngồi chơi trên sân. Mèo Min là một bé mèo silver, tai dựng, lông thì màu trắng silver, có ánh golden, bố nó là golden. Các bạn xem video trên kênh Thích Được Mèo VN thì thú vị thì hãy nhớ like đăng kênh channel của mình nhé. Đây là Min nhé. Chào các bạn, đây là Min nhé. Các bạn xem video thì hãy nhớ like đăng kênh của Mèo Min nhé.